chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với FPT Shop Channel và đã quay trở lại với bản tin công nghệ hot. Và trong bản tin hôm nay thì Hiếu sẽ mang đến cho các bạn ba tin tức sau đây. Galaxy S9, S9 Plus được nhận chứng chỉ CCC của Trung Quốc, lên kệ vào ngày 16 tháng 3. Xiaomi Mi 6S lộ ảnh mặt sau, camera kép xếp dọc, HMD gửi thư mời tại MWC 2018. Rất nhiều mẫu smartphone được cho là của dòng Galaxy S9 đã được cấp bản chứng nhận bắt buộc của Trung Quốc, qua đó cũng tiết lộ ngay sản phẩm này sẽ chính thức lên kệ. Các thiết bị đó có mã hiệu là SM-G9650DS, SM-G9600DS và cuối cùng là SM-G9608DS. Mẫu SM-G9608DS được chú thích là phiên bản có màn hình 5.8 inch và nhắm tới thị trường Đài Loan. Cả ba thiết bị đều hỗ trợ 2 hoặc 1 SIM một thẻ nhớ, tương tự như người tiền nhiệm Galaxy S8. Theo báo cáo, Galaxy S9 sẽ cho đặt trước vào ngày 1 tháng 3 và lên kệ chính thức vào ngày 16 tháng 3. Dù sở hữu cấu hình mạnh mẽ với con chip Snapdragon 845 hoặc là Exynos 9810 và camera mạnh mẽ, nhưng thiết kế của Galaxy S9 sẽ không khác biệt nhiều so với người đàn anh Galaxy S8. Mới đây, một hình ảnh chụp mặt sau cùng một chiếc smartphone được cho là chiếc Xiaomi Mi 6X đã xuất hiện trên Internet. Qua đó có thể thấy là mặt sau của máy sẽ được hoàn toàn làm bằng kim loại với các góc được bao cong nhẹ nhàng. Và một điều đặc biệt nữa, đó chính là chiếc Xiaomi Mi 6X sẽ sở hữu cụm camera kép được xếp dọc, giống hệt như là iPhone 10 của Apple. Trên khung kim loại của Mi 6X trong ảnh còn có một lỗ nhỏ ở chính giữa. Hình ảnh rò rỉ tiếp theo cho thấy lỗ hổng này chính là nơi đặt cảm biến vân tay. Toàn bộ thiết kế còn lại của Mi 6X như dải anten chữ U, các cạnh bo tròn đều giống Mi 5X. Ảnh rò rỉ còn tiết lộ màn hình Mi 6X sẽ có tỷ lệ 18:9 với kích thước là 5.7 hoặc là 5.9 inch và chiếm gần như toàn bộ mặt trước của thiết bị. Độ phân giải của màn hình sẽ là Full HD Plus. Hiện các thông số khác của Mi 6X vẫn chưa được tiết lộ, tuy nhiên nhiều khả năng nó sẽ có màn hình với pin lớn nhưng vi xử lý lại kém mạnh mẽ hơn là Mi 6. Nếu là fan của Nokia thì có lẽ các bạn sẽ không còn phải đợi quá lâu khi vừa qua HMD Global đã tung ra một poster quảng cáo. Đây là một lời mời tham dự sự kiện ra mắt sản phẩm mới của Nokia được diễn ra vào ngày 25 tháng 1, ngay trước thềm diễn ra triển lãm di động toàn cầu MWC 2018. Dự kiến sự kiện diễn ra từ 4 giờ chiều đến 5 giờ chiều theo giờ địa phương tại Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Barcelona. Những người muốn tham gia sự kiện này cũng có thể đặt chỗ thông qua một liên kết. Global đã không tiết lộ cụ thể sản phẩm nào sẽ được công bố, nhưng nguồn tin hứa hẹn đây là một trong những chương trình thú vị viết tiếp nên những câu chuyện mới về sản phẩm mang thương hiệu Nokia. Dựa theo những báo cáo gần đây thì khả năng cao trong số đó sẽ có sự hiện diện của chiếc flagship là Nokia 9. Vào ngày 18 tháng 1 vừa qua, giám đốc sản phẩm của HMD Global, ông Juho Savikas đã gợi ý rằng công ty đã có kế hoạch lớn cho MWC 2018. Hơn nữa, HMD Global cũng có thể tung ra Nokia 1 cũng như là Nokia 6 2018 nhắm tới thị trường toàn cầu, giới thiệu Nokia 3310 4G và riêng Nokia 7 dành cho thị trường Trung Quốc mà thôi. Và thông tin về Nokia vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng ta ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên nhấn like và subscribe với Social Channel nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin vào tối thứ tư nhé. Bye bye!